phố mùng 8 tháng 3 có hai hàng mì chỉ cách nhau có 200m thôi. Hôm nay Dũng Nhật sẽ check hàng mì thứ hai, quán mì Thành Béo. Hôm nay các bạn hãy cùng Dũng Nhật check nhá. Ok, nhưng mà hai cái nước mì vị khác nhau nhỉ. Bên này thì cái vị ngọt nó khác với cái mì dai bên kia, mì mì ngọt bên này có hơi một chút là hơi lợn hơi xíu. Sợi mì đây lại ngon hơn nè. Sợi mì đây nó trần đến độ hơn. Đây thì cái thịt có chứ mà thái rất là mỏng nên hơi độ khô. Cái nhân của cái xíu mại này cũng khác nhau hoàn toàn. Cái phần thịt ấy, cái tẩm ướp nó khác nhau. Ở đây thì nếu mà để ăn về độ thịt ấy, thì cái nhân ở đây ngon hơn. Đây, sự tẩm chiên. Thì là chiên đây sẽ không ngon bằng mình Việt. Con gan bên này mềm hơn, ngon hơn. Bên này là không gian thì chật chội hơn. Hai nước mì thì bên kia mình đánh giá nước mì ngon hơn. Về tổng thể mỗi cái có một cái hơn nhau, nhưng mà bên này mình thấy là được 7 điểm. Nhưng mà có những cái đặc sắc riêng nhá. Bên này đó. Mà không phải, đây là khẩu vị của mình thôi. Thì tùy mọi người, có thể mọi người sẽ lại thích hơn. Vì bên này mình thấy cái đáy sủi cảo ngon hơn này. Mì sẽ mì ngon hơn này. Ngon ăn bùi. Luộc tới nó không bị khô. Bên kia luộc nó hơi kỹ. Đấy là khẩu vị cá nhân nhá. Tùy mọi người đánh giá.